mới vừa qua ông tổng thống ukraine đã đưa ra cái video nói chuyện với nato ông nói từ hồi lúc mà chiến tranh bắt đầu tới bây giờ nước ukraine thì sống ngay giữa của bên nato và bên nước nga và Ukraine từ trước tới bây giờ chiến đấu là chiến đấu cho những người ở hướng Tây. Giống như Ukraine từ trước tới bây giờ đứng chung với NATO thôi. Và ông Tổng thống cũng kêu gọi ông cần thêm những vũ khí nữa. Cần thêm những máy bay và cần thêm những xe tăng. Và ông nói người Ukraine sẽ trả tiền những cái món này. Và đây là Ukraine đang chống lại bên nước Nga. Theo của Ukraine nói cho biết, hiện tại họ đã phá hủy một cái tàu supply của bên nước Nga và họ đã đốt cháy ngay cái cảng Belgian. Đó là dọc theo bờ biển chỗ này. Belgian is... là cái chỗ mà của nước dư nhưng mà nước Nga đã chiếm chỗ đó. Đó là bên nước Nga dùng cái cảng ở đó đưa lính chán tới bên Ukraine. And now, lack food and fuel. nước nga đã chiếm chỗ đó đưa ra nói chiến thắng rất là mau nhưng mà trong lúc này nước nga ở ngay chỗ đó lại thiếu đồ ăn theo của hoa kỳ báo cho biết và của chính phủ bên ukraine cũng báo cho biết nước nga ở đó đang thiếu đồ ăn lương thực cái cảng gần ngay thành phố Mariupol. Chỗ này, nước Nga tấn công liên tục, bắn liên tục vô chỗ này. Nhà chức trách của Ukraine báo cho biết gần cả ngàn người đã bị chết vì chuyện này. Có khoảng chừng 100.000 người Ukraine đang bị kẹt ở ngay thành phố Mariupol tại vì chỗ này bên nước nga bắn liên tục không thể nào chạy đâu được hết trong lúc này của hoa kỳ báo cho biết bên nước nga đang tấn công tới nằm về hướng đông đó là dọc ở ngay biên giới của bên nước nga và có lẽ là quân đội của Nga đã đi vòng vòng sau khi đó đi ngược lại ngay chỗ này. Hiện tại ngay bây giờ Nga cũng đang rút lui về ở chỗ đó. Và theo của chính phủ bên Ukraine và Hoa Kỳ báo cho biết, Ukraine đã đánh lui nhiều chỗ mà của Nga chiếm hồi lúc trước đó là gần ở ngay thủ đô của ukraine Two of top me an map. hai người xếp của bên ukraine chỉ cho đài xem cái bản đồ chiến tranh the red areas under chỗ nào màu đỏ đó là bên nước nga đang chiếm Two big kiev. The... hai cái góc ở bên ngoài kiev nằm về hướng Tây Bắc ở trên đó. Một cái thì nằm về hướng Đông Bắc. Cái màu xanh đó là mới. Trong vòng 48 tiếng đồng hồ vừa qua, đó là cái chỗ của người Diêu Khoan đã chiếm lại được. Của đài đang chỉ, đó là Kiev thủ đô của bên Ukraine. Hai bên, một bên là lính trắng, bên Nga nằm về hướng Tây Bắc, một bên là nằm về hướng Đông Bắc. Mọi người có lo là cái thủ đô sẽ bị bao dây vòng tròn hay không. Nga có thể tự ở trên đi xuống sau khi đó thì dây tròn lại như vậy hay không? Theo người xếp ở đây nói cho biết, trong lúc này thì Nga không có thể nào làm được như vậy. Người dân Ukraine phải trả một cái giá. Nước Nga đã thả bom xuống bên ngoài cái khu chung cư của bà này đang ở. Cửa kiến đã bể và văng vô cắt từ trên mặt của bà ta dài xuống tới bụng và bà nhớ lại thì rất là sợ. Bà nói những người làm ác thì phải trả một cái giá.